Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu với cái vlog ngày hôm nay nhá. Xin chào các bạn và cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn về năm mô hình kinh doanh đang tồn tại trên thế giới. Và năm mô hình này áp dụng cho tất cả các loại hình kinh doanh, các mặt hàng và và các cái tư duy kinh doanh khác nhau nó thể hiện trên năm cái uh, kinh doanh này là chủ yếu. Thì năm cái mô hình kinh doanh này nó như là năm cách tốt nhất và năm cái chiến lược hữu hiệu nhất mà uh, các cái người đi trước họ đã đúc kết ra và để lại và họ đã sử dụng nó và áp dụng đi áp dụng lại nhiều lần trong cuộc sống và nó năm cái mô hình này đã xảy ra trên thực tiễn một cách liên tục một cách tuần hoàn một cách hàng ngày everyday nhưng mà có thể là các bạn uh, có thể không nhận ra không nhận ra thì hôm nay học cái năm mô hình kinh doanh này thì ước mong rằng uh, nó sẽ chỉ ra cho bạn được cái tư duy các bạn sẽ nhìn thấy là người khác đang áp dụng mô hình kinh doanh nào trong cái công việc của họ và bạn đã áp dụng đã biết cách áp dụng những cái mô hình kinh doanh này chưa và bạn sẽ áp dụng nó như thế nào và sẽ giúp cái công việc kinh doanh của bạn nó phát triển đi như thế nào thì nói về google youtube hay facebook nhiều quá rồi thì những cái đấy là những cái gọi là bên trong của những cái mô hình này thôi bạn phải nhớ là năm tên gọi này là năm mô hình đầu sỏ năm mô hình chùm của những cái việc làm nó khác các bạn các là các làm những cách của bạn đang làm những cái vì gì bạn đang làm nó chỉ là nằm là trong năm mô hình thôi hãy nhận diện à, cách kinh doanh các bạn ngay bây giờ nhé thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau học cái mô hình kinh doanh đầu tiên đó là mô hình kinh doanh người khổng lồ mô hình kinh doanh người khổng lồ này là mô hình à, các bạn sẽ thấy như anh điện máy xanh đó, anh ấy làm tuyệt vời nhất à, anh thế di động điện máy xanh hoặc là như anh Nazada sen đỏ hay shopee hay là một số các anh khác làm rất là kinh khủng luôn cái mô hình người khổng lồ này à, thực ra là mô hình của kẻ lắm tiền mô hình của người nhiều tiền mô hình của người giàu à, họ lấy thịt đẻ người họ lấy cái vốn của họ rất là lớn cái vốn đầu tư ban đầu họ rất là lớn bạn nó nghĩ rằng là tại sao lại mở hết tất cả cửa hàng trên tất cả các tỉnh thành à, mọi ngóc ngách mọi con phố à, cứ đi một vài cây số lại có điện máy xanh đi một vài cây số lại có thế di động tại sao họ lại dám làm như vậy đó là cái chiến thuật đó là một cái chiến lược kinh doanh đó là một cái chiêu kinh doanh đó là lấy thịt đè người đó là người khổng lồ họ muốn cho họ họ trở thành người khổng lồ nhưng mà cái yêu cầu của cái vấn đề này nó bạn phải rất là giàu bạn phải gọi được vốn bạn phải có rất nhiều tiền vốn một thời gian đầu thậm chí là một vài năm đầu các bạn phải chịu lỗ chịu lỗ chịu lỗ đến vài à, trăm triệu về tầm tối là chị, à, chịu à, lỗi đến hàng trăm tỷ đồng chịu lỗi đến hàng trăm tỷ đồng để phát triển mình trở thành một người khổng lồ nhưng khi bạn đã trở thành người khổng lồ thì bạn giống như một con cá mập đấy và giống như một con cá mập bạn nuốt hết thị trường nuốt trưởng hết thị trường luôn nuốt trưởng hết thị trường những năm về sau thì những năm về sau là những năm gọi như là gặt hái à, chỉ đầu tiên là đầu tiên là các bạn đầu tư một số vốn rất là lớn đầu tư số vốn rất là lớn nó gọi là chịu đựng áp lực của vốn chưa lược áp dụng của vốn bạn không sợ lỗ và lỗ bạn nó không sợ à, bạn có một khoản ví dụ bạn dự trù là tôi có 300 tỷ để chịu lỗ 300 tỷ chịu lỗ trong tương lai năm và sau khi chịu lỗ rồi tôi thì tôi đã chiếm được thị trường tôi đã chiếm được thị trường thì sau đó thị trường sẽ nuôi lại tôi thì đấy gọi là người khổng lồ cái mô hình này nó xảy ra rất là nhiều trên uh, khắp thế giới À, ai làm việc cũng cũng chơi cái mô hình này à, cửa hàng của tôi phải là to nhất cái cái, cái, cái cái con phố này cửa hàng của tôi phải mở ra nhiều các chi nhánh khác cửa hàng của tôi phải lan rộng ra à, khắp các khu vực xung quanh rồi là khổng lồ đấy ôm hết tất cả các địa phận địa bàn để chiếm lấy thị trường mà thì phải làm cái gì đó để cho mình uh, có cái khả năng để chiếm lấy thị trường để nuốt trường cái thị trường thì đấy là người khổng lồ thì nói ra thì cái này nó, nó, bất cập lắm bạn các bạn sẽ không thể nào làm được như họ bởi vì các bạn không thể nào có hàng trăm tỷ uh, để gọi là có vốn để dựng lên những cửa hàng xong lại có vốn để chịu lỗ sau khi bán hàng được thế này kinh khủng quá ví dụ bây giờ tôi mở lên cửa hàng là 10 tỷ tôi muốn là mỗi tháng phải kiếm ra 10 triệu <laughs> mỗi tháng tôi muốn là mỗi tháng nó phải kiếm ra tôi 100 triệu nhưng mà bây giờ nó lại lỗ thế là vừa đã là vốn đầu tư rồi xong lại còn vốn chịu lỗ nữa vốn đầu tư và vốn chịu lỗ Có nhiều tiền như vậy à, vậy thì các bạn sẽ phải đến với một cái mô hình kinh doanh thứ hai và thường là cái mô hình kinh doanh này à, thường à, thường thường là thường, là cái mô hình kinh, kinh doanh này là những, những hot girl, hot, hot boy, đó. những hoa hậu và những cái người xinh đẹp sẽ dùng cái mô hình này là mô hình này mang tên với đúng cái nghĩa của nó đó là mô hình người đẹp bởi vì là không phải ai cũng đẹp không phải ai cũng đẹp và cái đẹp nó không kéo dài nhan sắc tuổi xuân hay tất cả những cái đẹp nó sẽ có một thời hạn nào đó nó sẽ cũ đi hoặc là lỗi thời này thì cái căn nhà đấy cái kiểu dáng đấy cái kiến trúc đấy nó khiến cho người ta mê thích và cái loại âm thanh nó loại âm nhạc đó nó khiến cho người ta nghiện nhưng mà nếu một cái thời kỳ sau người ta lại không thích nữa thì cái mô hình người đẹp này nó chỉ áp dụng được trong cái gọi là thời vụ nhưng có trung bình thì là thường cái mô hình người đẹp này kéo dài khoảng một thập niên nhưng nếu à, một thập niên là 15 ví dụ bạn kiếm được mỗi năm kiếm được một tỷ thì 10 năm sau bạn kiếm được 10 tỷ thì cũng ok ngon à yeah. nha quá ngon thế là quá ngon có ok rồi. À. À, ý là như vậy mô hình người đẹp thì à, áp dụng cái cách như thế này là các bạn phải khiến cho mình trở nên thật đẹp trai, khiến cho mình trở là xinh gái. ví dụ bạn bán các mặt hàng gì đó thì các bạn phải trang trí cái mặt hàng đó rất là đẹp. bán nhà thì phải trang trí nhà rất là đẹp, bán xe thì phải làm xe rất là đẹp mà uh, chung quy là như vậy. Uh, chung quy là bạn phải nhắm vào cái tiêu chí đó là đẹp và uh, hướng dẫn cho người ta làm sao lại đẹp như thế và nói về cái giá trị của cái đẹp, cái đẹp nó mang đến cái lợi ích gì. Uh, ví dụ như tôi dùng, tôi muốn bán cái mỹ phẩm này thì tôi phải trang trí, tôi phải trang điểm cho cái mặt của mình nó đẹp lên đúng không? mặt của tôi nó đẹp nhờ cái mỹ phẩm này thì tôi người bạn hay bán được cái mỹ phẩm cho người khác đúng không bạn phải đẹp trước thì bạn hay bán được mỹ phẩm người khác bạn muốn bán váy bạn phải mặc váy thử trước cho người ta đúng không? bạn nói xe đẹp bạn phải đi ra đường trước cho người ta đúng không bạn muốn nói về cái nhà đẹp thì bạn phải quay phải review phải chụp ảnh phải chỉ cho người ta nó đẹp như nào nó đẹp nó ý nghĩa là như nào đúng không thì đấy là cái đẹp cái mô hình đẹp thì rất là hay và thường thì các nhà làm ăn kinh doanh lớn ấy thì họ thường bỏ tiền ra quan trọng là cái mặt họ đẹp hoặc là dáng cao hoặc là sexy hoặc là những hoa hậu hoặc là hot girl hoặc là những cái người rất là uh, có cái ăn ảnh ấy thì họ thuê để chụp ảnh thuê để làm cái ban lơ thuê để làm cái người người mẫu ảnh người mẫu hình hay là gọi là người người quảng cáo đấy làm người quảng cáo người quảng cáo hay là người đứng phông ấy để kênh thức bán hàng nó đẹp nhưng mà thực ra đấy thì cái chủ cửa hàng mà xinh gái ấy, thì bán đồ nó sẽ đẹp hơn chính bạn là người đẹp thì bạn bán đồ sẽ tốt hơn nhưng mà điều đó không có nghĩa là Điều đó không có nghĩa là Người xấu thì không thể đã áp dụng mô hình người đẹp này được Mà người xấu thì có thể thuê người đẹp làm việc cho mình Thế đấy là cái mô hình người đẹp là à, dùng cái đẹp để cướp tiền Tiếp theo là mô hình người tốt Thường là các bạn không đẹp sẽ hướng đến Các bạn cảm thấy mình không tự sinh gái, không được sinh trai Thì các bạn sẽ làm mô hình người tốt như mình đang làm người tốt cho các bạn ấy Là mình đã chia sẻ những cái điều tốt cho các bạn Thì đó là mô hình người tốt Mình muốn chia sẻ những điều tốt cho các bạn Và sau cái mô hình người tốt này thì mình sẽ được à, các bạn biết đến này sẽ được các bạn quan tâm này ví dụ thế thì nếu như mà sau này mà lộc có bán cái mặt hàng gì đó và biết đâu các bạn cũng sẽ quan tâm cái mặt hàng mà lộc bán bởi vì các bạn đang cảm thấy là lộc là người tốt đang cảm thấy là lộc là người đáng để quan tâm đúng không bởi vì nó có chia sẻ các bạn rất là nhiều cái nội dung ý nghĩa thì người tốt này người như vậy các bạn có thể à, muốn bán các khoa học tiếng anh thì bạn nên dạy tiếng anh miễn phí này à, muốn bán các khoa học dạy đàn thì bạn nên dạy đàn à muốn bán được những cái này cái kia thì bạn tặng quà này cho free si này free ship này rồi các loại miễn phí các loại tư vấn các loại quảng cáo các loại chăm sóc các loại dịch vụ này đưa vào nó gọi là chế độ người tốt đấy các bạn phải làm người tốt với cái khách hàng của bạn cách bạn phải cho thấy khách hàng của bạn là bạn làm người rất tốt đáng tin cậy là người uy tín là người chất lượng là người có giá trị cuộc sống là người mang đến điều tốt lành những cuộc sống là người tuyệt vời là con người là đáng tin đáng yêu đáng chuộng là người chung kỳ rất là người rất là tuyệt vời đấy người tốt nó là như vậy nhá các bạn phải áp dụng người tốt bạn không thể nào mà một người xấu một người xấu thì không thể bán hàng được một số chưa có trộm cướp mà thôi nhá không thể bán hàng được thì buộc các bạn phải là một người tốt thì uh, cái người tài này còn khó hơn cả người đẹp người có tiền và người tốt người tốt là người dễ làm nhất trong bốn loại người này là người đẹp người đẹp là thiên phú trời cho rồi nhưng người <laughs> không có thì phải đi thuê rồi đúng không thế người có tiền thì là ai sinh dãng giàu đâu đúng không nên không thể làm người khổng lồ được mà người tài <laughs> mà người tốt ấy, thì cái đạo đức cái nhân tâm bạn là bạn phải tốt thôi đó là người tốt là dễ nhất mà bạn không làm được mà người tài mà không có không có đức, không có, không có đức thì có làm được không không làm được thế này cho nên là vẫn phải tốt nhưng ý là cái người tài này, người tài thì đôi khi đấy các bạn không phải sâu hết cái lòng tốt của bạn không phải sâu cái lòng tốt của bạn ra cho người khác biết nhưng người tài thì các bạn chỉ đi hát thôi đúng không ví dụ các bạn có cái giọng hát này các bạn chỉ nên cầu vào cứ cầm đàn đánh hát suốt ngày này hay là các bạn người tài này các bạn trang trí hay trang điểm khuôn mặt này bạn nên bạn hướng dẫn người ta trang điểm hay là bạn biết đánh đàn piano rất là giỏi này thì bạn cứ biểu diễn piano thôi hay là bạn làm những cái video hay làm những cái gì đó mà giúp ích có giá trị cộng đồng trên cái tài năng của bạn trong bất cứ một lĩnh vực gì như giải trí nghệ thuật sân khấu điện ảnh hay là bất cứ một cái gì đó hay là ca sĩ hay là hài thì sau đó là nhờ qua cái tài của bạn thì thu hút mọi người vào chú ý đến bạn nhắc nhớ đến bạn à, thì qua đó người ta theo dõi người ta follow người ta sắp bạn ấy thì bạn qua đó bạn bán hàng thì như vậy là cũng là một cách để các bạn bán hàng đó là các bạn phải có một cái tài đó hoặc là các bạn làm ảo thuật này hay là hay là chế xe độ xe này hay là độ vành này ví dụ thế hay là tôi quy là làm như vậy có rất nhiều cái tương tự như vậy Nên là gọi là người ta các bạn phải sâu diễn cái tài năng của mình sâu cái tài năng của mình diễn cái tài năng của mình Đấy, cho nhiều người khác biết Thế thì các bạn sẽ bán hàng với hình thức là tôi không phải người giàu, tôi không phải người tài, tôi không phải người tốt, mà tôi cũng không phải người khổng lồ. Mà tôi là một người bình thường như bao người bình thường khác và tôi bán hàng một cách bình thường, bình thường, bình thường. Nhưng mà theo năm tháng thì các bạn phải trau dồi cho mình, phải tốt hơn, phải đẹp hơn, phải giàu hơn và phải có tài hơn. Buộc các bạn phải làm. Tổng hợp bốn cái này cũng là một cách. Nhưng khi các bạn bắt đầu nó, bắt đầu cuộc kinh doanh của bạn thì các bạn phải xây dựng nó phải có tài, phải tốt hơn, phải nhiều tiền hơn và phải đẹp hơn, thì các bạn mới có thể bán hàng tốt được. Các bạn bán hàng tốt nó nhờ như vậy thôi. Các bạn dành số tiền để đi thuyền khác, rồi dành số tiền để đầu tư vốn, dành số tiền để học thêm để có tài, đúng không? Và dành số tiền của mình để for ship để tặng quà rồi để chiêu mộ cho các tất cả các thứ, đúng không? Tổng hợp mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí nát nhát, nát nhát một tí, áp dụng cả bốn cái cách này vào chính bạn. Đúng không? Thực ra thì ai cũng áp dụng bốn cái này vào cái mô hình kinh doanh của họ. Bốn <laughs> cái cách này ai cũng áp dụng. Và thì con tức có nghĩa là tức có nghĩa là họ luôn luôn áp dụng mô hình kinh doanh thứ năm là mô hình tổng hợp, tổng hợp tất cả. Luôn luôn áp dụng mô hình kinh doanh tổng hợp tất cả. Nhưng mà họ sẽ luôn chấn nhấn mạnh chú trọng vào một cách làm lớn nhất. Ví dụ như Lộc có cái tài đánh đàn piano thì lộc sẽ tập trung vào cái đó nhiều hơn ví dụ vậy hay là ví dụ như lộc là, là người người đẹp đúng không là một người đẹp trai ví dụ phút tóc này lộc sẽ tập trung vào đấy tức là cái điểm mạnh đánh mạnh của họ là cái gì họ sẽ tập trung vào cái đấy là nhiều nhất ví dụ như vậy đó là điểm mạnh tập trung vào là nhiều nhất còn tất cả mọi người đều áp dụng phương pháp thứ năm là phương pháp tổng hợp À, tổng hợp tất cả là người có tài này có tiền này người đẹp và người tốt tất cả đều tập tập hợp nhưng mà chỉ là cái nào nó lớn hơn nữa cái nào nó nhiều nhất mà thôi cái nào nó này nhớ còn tất cả mọi người đều chơi các bạn cái cách là tổng hợp cái cách là tổng hợp bởi vì không nên bỏ qua bất cứ một cách nào cả thì cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn hiểu ra được cái mô hình kinh doanh của các bạn các bạn nên phát triển vào cái cái lĩnh vực nào có những người làm make up rất là đẹp gái không nhưng không bao giờ thấy live stream chia sẻ về make up cả nên là cứ ngồi ở nhà và đợi chờ đấy. đợi chờ thôi xong rồi thỉnh thoảng mới chụp được cái ảnh đăng lên facebook xong rồi toàn thấy con trai của nó like thôi thế rất là hơi dở nó con trai nó thấy xinh đẹp thì nó bảo nó like được đúng không có đâu có đâu có quảng cáo được cái thương hiệu make up của mình đâu đấy có những người thì có tiền nhưng mà lại không dám làm người khổng lồ bởi vì sợ là đầu tư ra là nỗ vốn của đầu tư ra rồi là không hồi vốn được về ngay rồi không có ý. đấy là cái tư duy kinh doanh của bạn các bạn học cái tư duy này nó tốt nên có những người bảo là thôi đi học thì có những người thì đã không có tài để bảo đi học này bảo thôi giờ đi học mất thời gian lắm bây giờ làm cái gì ra tiền ngay thế thì làm sao mà các bạn có thể kinh doanh phát triển được đúng không? làm phải đầu tư phải có tài phải học đúng không? muốn có tài phải học đúng không? và cuối cùng là làm người tốt thì bảo tặng quà vào đi ship bảo cái này cái kia thì lại tham ăn đầu tiên những cái gì làm không phải cho khách hàng nó thoải mái tí đúng không phải bán rẻ rồi là phải chiêu mộ phải các thứ để câu uh, view các thứ đấy, đúng không lại còn đi uh, mình phải ăn cá cái gì cũng ăn cá cái gì cũng đòi cao thế thì người ta chỉ mua các bạn một lần rồi đó thì mình chưa chia sẻ các bạn các bạn phải làm một cái người người tốt một chút phải cho đi miễn phí nhé cho đi là vĩnh viễn đúng không cho đi là vĩnh viễn các bạn cho đi là mất nhưng mà nó là vĩnh viễn đúng không cho đi nó tạo nên một cái cảm xúc nó tạo nên cảm xúc rất là hay rất là tuyệt vời cho những người được nhận nó các bạn các bạn không dám cho đi các bạn còn cái gì các bạn gọi kỳ đấy thì làm sao mà mà bán được hàng nữa đúng không cho nên là các, mỗi thứ các bạn phải tổng hợp một tí vào con người các bạn phải cố gắng phát triển cái mô hình kinh doanh các bạn ví dụ như các bạn à, là kinh doanh quán nét này 15 phút đầu tiên chơi không lấy tiền ví dụ thế chơi 15 phút đầu tiên lấy tiền các bạn phải khuyến mãi người mười 15 phút đầu đúng không 15 phút đầu khuyến mãi ví dụ có một người nào đó hay một gã nó một thằng nào đó nó cứ vào cứ chơi đến 15 phút rồi anh em trả máy cứ chơi đến phút thứ 14 bốn đấy rồi anh em trả máy cho miễn phí thằng đấy cặp những thằng sở canh nó cho nó luôn đúng không không cần phải tính tiền đâu đúng không? cho cuộc đời này bạn phải cố gắng làm một người tốt đấy phải uh, chia sẻ những điều hay này chia sẻ những lời uh, kinh thánh này nói có giáo dục này những câu chuyện ngôn này chia sẻ những cái điều có đạo đạo đức có giá trị ra cuộc sống này uh, làm video hay là bất cứ cái gì đó bạn có thể làm rất là nhiều. nguyên mô hình kinh doanh nó có năm loại. Loại thứ nhất là người tài. Loại thứ hai là người đẹp. Loại thứ tư là người tốt. Là người tốt. Loại thứ tư đó là người khổng lồ tức ừ. là người lắm tiền. Và cuối cùng là loại cuối cùng là tất cả các loại trên à, người tổng hợp được bốn cái loại này để áp dụng cho cái mùi kinh doanh của mình, cho cái lĩnh vực kinh doanh của mình, thì đó là cái người thành công nhất trong cuộc sống này, và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn, thì thật ra, à, là cũng giống như các bạn thôi, tất cả chúng ta đều có yếu điểm, đến bây giờ thì nó không thể trở thành một người khổng lồ được, bởi vì thật sự không có vốn, đấy, hay là, đến bây giờ thì nó không thể nào so với thời gian trước thì không thể nào nói thật là không thể đẹp bằng thời gian kỳ ngày xưa được, à, ngày xưa thì tuổi trẻ đẹp hơn, bây giờ thì, à, do những năm tháng học tập và tức khuya thì nó già đi rồi, nhưng ước mong là, à, video này nó vẫn ăn mắt các bạn và nếu các bạn cảm thấy mình xấu trai thì cứ comment cho mình biết nhé và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé.